Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh Lan Orchidea Người Việt ở Pháp. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái công trình rất là đặc biệt của nước Bỉ. Nó là một cái biểu tượng của thành phố thủ đô Brussels tại Bỉ nha các bạn. Đây là một biểu tượng mà không thể tách rời với thủ đô Brussels. Nó giống như là tháp Eiffel của Paris vậy đó. Nếu các bạn đến thủ đô Brussels mà các bạn không đi đến tham quan công trình này thì cũng giống như là các bạn đi tới Paris mà không có đi thăm tháp Eiffel vậy. Thì công trình này, mục đích ban đầu của nó chỉ là để phục vụ cho hội chợ thế giới năm 1958. Đây là một công trình được gọi là Atomium. Nó được sáng tạo với mong muốn đây là một biểu tượng của thời đại nguyên tử và việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình. Thì bây giờ dự tính là nó chỉ được tồn tại trong vòng 6 tháng trong cái hội chợ này thôi. Nhưng mà sau đó thì nhà nước Bỉ đã sử dụng nó, đã gọi là giống như là đã mong muốn nó như là một cái biểu tượng của thủ đô Brussels cho tới tại thời điểm này. Thì đó là một cái công trình mà khi các bạn tới Bỉ là các bạn nhất định phải đi đến đây để mà chụp hình, để mà check in. Và thứ hai, khi mà đến nước Bỉ và đến thành phố Brussels không thể bỏ qua đó là cái Grand Place. Thì bây giờ mời các bạn đi tham quan Grand Place và tượng đài của em bé đứng đá nha các bạn. Thì trước mặt các bạn đây là một cái khách sạn Novotel, là nó nằm ngay Grand Place luôn. Nó rất là tiện, bên cạnh nó thì có một cái parking xe. Thì nếu mà các bạn đi xe hơi thì các bạn có thể đậu xe ở bên cạnh của cái Novotel này, rất là tiện lợi. Phía trước mặt của các bạn đó là bắt đầu dẫn một con đường dẫn đi vô trong cái Grand Place. Thì ở Grand Place này á, nó có những cái tòa nhà rất là đặc biệt. Trên những tòa nhà đó nó có nhiều những cái biểu tượng mà được điêu khắc rất là đặc sắc. Và trên những biểu tượng đó thì nó được có những cái mảng giác vàng ở trên đó. Đó, bây giờ các bạn nhìn thấy đây là trung tâm Grand Place. Nhiều người khách du lịch đến đây chụp hình chụp ảnh check in ở đây. Thường thường nó hay có những cái dịch vụ, ví dụ như các bạn muốn đi xe ngựa như vậy á, mà để đi vòng quanh cái thành phố Brussels á hay là Grand Place này á, thì cái giá của nó cũng tương đối mắc nha các bạn. 35 phút mà 60 euro. Thì nếu như các bạn muốn một lần được trải nghiệm ngồi trên xe ngựa thì đây cũng là một cái giá mà không quá đắt đỏ. Quảng trường trung tâm Brussels La Grande Place là đây cũng là một trong những di tích mà rất là lâu đời của thủ đô Vương quốc Bỉ đây các bạn. Nó có nguồn gốc từ tận thế kỷ thứ 12 lận nha. Ở đây thì có rất là nhiều tòa nhà quan trọng. Nó mang phong cách 3 giai đoạn kiến trúc điển hình. Đó, như các bạn thấy là nó bao quanh hết cái quảng trường này, gồm là tòa nhà thị chính nè. Cái Grand Place này á, là một cái thắng cảnh rất là danh giá của thủ đô Brussels và nó đã được công nhận là di sản thế giới vào năm 1998. Nó bao gồm rất là nhiều những cửa hàng, đặc biệt là rất rất là nhiều những cái hàng quán nè, nhà hàng nè. Và không thể tính đến các cái cửa hàng bán sô-cô-la. Ở nước Bỉ này là sô-cô-la, đây là thiên đường của sô-cô-la nha các bạn. Thì một trong những đất nước tại cái châu Âu mà có bán sô-cô-la ngon nhất thì phải kể đến là Bỉ và Thụy Sĩ nha. Hôm nay được một ngày trời nắng ấm. Ở đây hôm nay trời nắng ấm nè Lucy. Nước rồi mình cho băng cái gì con. Đây rồi đứng cô đây mẹ chụp cho một tấm hình gia đình đi. Đứng cô đây chụp một tấm hình gia đình hết mọi người đi ha. Đây có nắng đẹp nè. Quay. Rồi đứng cô nè, đứng cô chụp tấm hình nè. Đây bà ngoại với bà nội, bà nội. Hôm nay chụp
hai bà mẹ hai bên này. Đang làm con một xíu nữa. Hai bà mẹ đứng hai bên rồi. Con có nè. Có rồi, có cái rồi thôi, đừng có lấy. Ok, bây giờ hai bà mẹ đứng hai bên cho nó đẹp phải không? Dạ, mà dám bánh à. Má mẹ xích con, xích con làm điệu đi con. À, có ba chen vô nữa. À, nhìn thấy ba đằng sau. Rồi đây là cảnh tổng quan ở khu Home Place của thành phố Bruxelles nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua tìm cái biểu tượng của em bé đứng đái nha. Em bé đứng đái là biểu tượng nổi tiếng của thành phố này cho nên phải tới đó để chụp cái hình nha. Nè bà nội. Có bà ngồi đâu rồi Lucy? Huy chụp. Bây giờ đang chụp hình hay là quay? Đây. Mẹ ơi, cái tượng này là sao? Nghe nói linh lắm. Mẹ ơi, mình muốn cái gì mình lại cầu nguyện được. À, đây là bức tượng mấy chục năm trước á. Tới đứng chụp hình rồi, làm rồi mà. À, làm rồi hả? Đứng vô để chụp cái hình. Cái này là cái bức tượng mà linh thiêng. Lucy, con tránh ra để cho mẹ chụp cho má mi mai cái hình đi con. Hồi nào giờ mẹ cũng không có bao giờ chụp hình đây. Chụp cho mẹ một tấm đi. Má đi ra chỗ khác đi. Má đi ra chỗ khác má. Mẹ muốn làm photo luôn mà. Rồi, Lucy có muốn làm photo không? À, đây là một cái bức tượng các bạn. Thì nghe nói là nếu như khi mà mình có cần muốn cầu nguyện cái gì, mình cần cầu xin cái gì đó, thì mình thành tâm, mình rờ bức tượng, sau đó là mình thành tâm thành ý là mình cầu nguyện thì mình sẽ đạt được cái điều mong muốn của mình. Thì hôm nay mình tới đây cũng cầu xin cho cả gia đình được sức khỏe, cả nhà được hạnh phúc ấm êm thôi, chứ cũng không có cần phải cầu gì hết trơn. Đây là khi nào mà có dịp tới Bruxelles thì mọi người cứ lên tới bức tượng này để cầu nha. Rồi bây giờ mình đi. Mình đi tới cái kiếm cái thằng cu đứng đái. Đây là hotel gì đây con? Hình như cái hotel gì phải không luôn? Rồi bây giờ mình đi tới tìm thằng cu đứng đái, sau đó là mình sẽ đi ăn cái bánh gót, là cái bánh. Ok. Đây là trung tâm của nước Bỉ cho nên là các hàng quán ăn uống rất là nhiều nha các bạn. Đó có mình có thể ngồi ở ngoài như vậy để ăn kem, mình thưởng thức một ly bia hay là ngồi uống một ly cà phê, nhìn người đi ngang qua đi ngang lại rất là thú vị. Trong này nó có một cái khách sạn lớn nè, khách sạn Amigo. Khách sạn lớn ha, khách sạn này đẹp. Có những chiếc xe sang chảnh. Đây là Bruxelles mùa thu. Mùa thu thì trời hôm nay cũng tương đối là ấm áp, 18 độ nha các bạn. Trời ấm áp lắm, 18 độ thì cũng không có quá lạnh cho nên mọi người cũng mặc đồ rất là thoải mái ha. Rồi tất cả những hàng quán hai bên là bán đồ lưu niệm rất là nhiều. Thôi không chờ, không dành, không đòi cái đó, để cho em đòi nha con. Thơm quá cái mùi bánh gốt. Đây ông nội. Sao ông dắt bà nội đi? Để cho bà nội đi sao đi. Đó bà nội với bà ngoại dắt nhau đi.
đặc biệt chưa các tình yêu ơi? Lucy coi thử cái nào con thích nè. Cái gì vậy? Ồ, cái bánh gốp á. Cái bánh gốp này là đặc sản của xứ Bỉ đây. Có rất là nhiều món kèm nè. Cái này là gì đây? Strawberry. Ăn thử kìa con, người ta cho ăn thử kìa con. Rồi cái này là có chuối, cái này là có strawberry, là dâu, kiwi nè. Oui, c'est bien sûr. Allez goûter. Non, tu prends. Ah, vous parlez français? Ah oui, bien sûr. Bánh này ở đây nổi tiếng đó. Bánh này đưa nào nổi tiếng đó. Nổi tiếng của bánh Bỉ đó. Ăn thử đi. Đó, ăn thử nè, có ngon không? Ngon quá. Ngon không? Ngon hả? Ngon, ngon. Thế bông. Đây là góp. Không, đi đi chỗ khác đã, đi qua kêu mấy người kia đâu rồi, tiền đâu có mà mua. Ba xu giữ cái ví của mẹ rồi. Đông quá nè, chỗ này đông nè. Đây rồi, tới chỗ thằng bé đứng đái rồi đây. Ồ, hôm nay đông quá à. Đi tìm thằng bé đứng đái mà. Đâu rồi, chỗ nào? Rồi đây các bạn ơi, bây giờ là mình đã đến được cái chỗ mà thằng bé nó đứng sát đó. Cái thằng cu nó rất là nhỏ xíu nè, các bạn có thấy không? Đây. Em bé này rất là nhỏ. Có chút xíu thôi đó, mình đã chạm được cái chỗ của em bé đứng đó rồi đó. Nói chung là cái biểu tượng này nè, các bạn thấy không? Rất là nhiều người đứng mà chụp ảnh nè đó. Thì tại sao mà người ta phải tìm tới cái biểu tượng này để mà chụp hình, là tại vì theo như truyền thuyết thì em bé này đã cứu sống hết những người dân trong cái thành phố Brisbane này, cho nên là họ đã đặt một cái tượng của em, và đây là một cái biểu tượng gọi là nó gọi là một biểu tượng mà tượng trưng cho cái thành phố Brisbane này luôn. Là em bé này chỉ có là nhỏ xíu 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 thôi, chỉ có 60cm thôi à. Đáng lẽ là người ta làm mềm đó, để nổ đó. Nó đứng đáy vô đi, sắp nổ rồi. Đứng đáy vô là tắt cho nó không có nổ được. Cứu cả một cái thành phố này đó, cho nên là họ tạc cái tượng của em bé. Em bé này là đã cứu được nguyên cả cái thành phố Brisbane. Đây, xe ngựa. Ê, cái tên quá đi, luôn. Ôi, xe ngựa đó. Yeah. Một bóng cây cái mặt em lại rồi. Có thấy không? Xô, cái bong bóng cây cái mặt nó lại nè, có thấy đâu? Đây, cái mặt của cái chi đây. Rồi bây giờ mình đi tới chỗ địa điểm khác. Rồi các bạn ơi, sau một chuyến đi du lịch về Bỉ, là vừa kết hợp là thăm bà nội nè, vừa dắt cho bà ngoại đi chơi được, thì hôm nay đã đến được con Plus, là một cái giống như là một cái quảng trường rất là tượng trưng của thành phố Brussels. Rồi đi tới xem được cái tượng của em bé đứng đái và đã chụp được một vài tấm hình. Thì bây giờ mình gia đình cũng ăn uống xong xuôi rồi, thì mình cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn nha. Hy vọng là các bạn sẽ đón xem nhiều những video kế tiếp của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Bye bye. Nè, bye bye đi cả gia đình ơi. Bye bye mọi người đi. Bye bye. Lulu đâu? Lucy, bye bye. Ok. Cái mẹ. Wow. Giang Cúc.